Phật dạy, đời người biết bỏ ngay ba thói quen xấu này thì gia đình phúc khí ngàn đời tiêu chưa hết, nuôi tâm tà ác chính là tật xấu bậc nhất của con người. Nếu không sửa đổi kịp thời, sa chân vào tệ nạn, làm việc tán tận lương tâm, không chỉ rút cạn hết phúc báo của bản thân mà ngay cả người thân, con cháu cũng sẽ bị liên lụy. Việc thứ nhất, ngủ cho đến lúc mặt trời lên đến đỉnh. Phật dạy, con người nếu như ngày nào cũng dậy muốn, sẽ không có đủ thời gian để rèn luyện sức khỏe, khiến trí tuệ kém minh mẫn đi. Hơn nữa việc dậy muộn càng khiến bản thân lười biếng, ăn không ngồi rồi, chán ghét lao động. Người như vậy đến bản thân mình còn lo chưa xong, huống gì phụng dưỡng cha mẹ, góp ích cho đời. Việc thứ hai, sa đọa vào rượu chè, cờ bạc và tà dâm. Con người khi sa đà vào đam mê tử sắc, làm bạn với rượu chè và trở thành nô lệ của tiền bạc thì chắc chắn sẽ mất hết lý trí, lương tri, trở thành kẻ sống bê tha, tạm bợ và vô trách nhiệm. Một gia đình nếu như có con cháu không biết giữ mình, làm những chuyện suy đồi đạo đức thì cuối cùng cũng tiêu hao phúc đức con cái, cuối đời sống lụi bài, tha hương cầu thực mà thôi. Việc thứ ba, nuôi tâm tà ác. Nuôi tâm tà ác chính là tật xấu bậc nhất của con người. Nếu không sửa đổi kịp thời, sa chân vào tệ nạn, làm việc tán tận lương tâm, không chỉ rút cạn hết phúc báo của bản thân mà ngay cả người thân, con cháu cũng sẽ bị liên lụy. Phật dạy, làm người nên giữ trong lòng sự sáng suốt. Nếu làm những chuyện bại hoại gia phong, trời đất khó dung, nền móng sẽ chẳng thể trở nên vững vàng, dù thứ gì được xây dựng trên đó cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ.